Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng mấy bạch trên hòa thượng đạo trưởng chứng minh. Kính thưa quý thầy cùng chư huynh đệ, kính thưa chư thiện nam tín nữ Phật tử. Hôm trước đại chúng chúng ta cũng có nghe sư phụ mình nói về vấn đề cầu an đó. Cầu an cho người ta về vấn đề cái xe đó, nhưng mà cầu cho người ta an. Còn riêng mình thì có tâm bất an, tâm lạc con cũng có trải qua trường hợp này, nên là con hôm nay lên đây chia sẻ cho mọi người cùng hiểu. Vào đầu 2012, tâm lạc con được chùa cử ra chùa Phúc Lạc để hướng dẫn đạo tràng ở ngoài đó. Cho đến cuối 2015 thì tâm lạc con có thể nhận ra, thì tâm lạc con về ở ngoài đó tính ra là cỡ 3 năm rưỡi á. Thì hồi đó là Phật tử đó rất thích mời quý thầy đi làm lễ. Cho nên thời gian ở đó hơn 3 năm là con đi đám rất là nhiều. Cứ mỗi ngày nào, hầu như ngày nào cũng đi. Và có ngày đi 2 lần, thậm chí có khi 3 lần cũng có. Thỉnh thoảng cũng có ngày không đi. Nhưng mà tính ra thời gian hơn 3 năm là con đi tụng kinh, cầu an, cầu siêu, động thổ, khai trương là chắc khoảng 1.000 mấy trăm lần như vậy đó. Thì ở đó thỉnh thoảng cũng có người đem xe lại để chú nguyện cầu an cho xe. Thì xe 2 bánh cũng có, mà xe 4 bánh cũng có, mà xe 15 chỗ cũng có, mà xe tải cũng có nữa. Nhất là vào mùa thi thì các em cũng được gia đình dẫn tới chùa đem theo tập và viết, nhờ tâm lạc con chú nguyện để cho đi thi nó được làm bài được tốt, được điểm cao. Thì mình đi hành pháp thì mình phải tùy thuận chúng sanh, mình phải làm theo yêu cầu cho ta an tâm là cũng một điều tốt. Thì mấy cái lúc mà chú nguyện xong á, nhất là mấy em chú nguyện xong thì gia đình dẫn mấy em đi về. Thì tối đó tâm lạc con ở con mình nè, ở mấy năm ở con mình nè. Tối đó tự nghĩ, trời ơi, không biết rủi mà mấy em thi đã làm bài không được là không biết làm sao nữa, chắc mình trốn chùa mình đi luôn quá. Nhưng mà mấy ngày sau á, gia đình có dẫn mấy em lại để tạ lễ và có nói nhờ thầy chú nguyện mà con của con làm bài được điểm cao, cảm ơn thầy rất là nhiều. Trời ơi, là con hú hồn luôn. Thì mấy ngày sau nữa cũng có em tới nói, thầy ơi, con nghe nói là trì chú đệ bi linh lắm, cầu gì cũng được, muốn gì cũng được, cho nên mùa thi ở nhà con trì chú đệ bi chứ con không có ôn bài, cho nên con thi bị rớt thầy ơi. Là con nói trời ơi, cái gì mà mù quáng dữ vậy. Tin nhưng mà niềm tin mình phải biết. Chẳng hạn như trong kinh Đại Bi có nói là ai phát tâm trì tụng mỗi ngày 108 biến cho đến 1.000 ngày, không được bỏ ngày nào và không được thiếu một biến nào. Nghĩa là 1.000 ngày mà ngày nào cũng phải được 108 biến trở lên và liên tục 3 năm như vậy, nhắm mình có làm nổi hay không. Khi mình làm được như vậy thì là con chắc rằng sự cầu nguyện của mình sẽ lên ứng. Nếu mình làm chưa được thì chưa lên ứng thì mình phải xét lại mình, chứ mình không nên mà chê kinh nói không đúng. Hồi là con 2016 là con ra ở Thất á. Thì những ngày đầu thì là con cũng tụng kinh theo thời khóa, tụng thời gian cũng vài tháng. Là con nghĩ bây giờ mình ở con mình mà tụng kinh vậy theo thời khóa thì nó không được nhiều, cho nên phát tâm là thôi giờ mình nghiệp chướng nặng nề quá, thôi mình cũng trì đại bi đi. Thì là con trì là đi đứng nằm ngồi gì cũng trì hết trơn, cứ nhớ là trì chứ không cần phải đếm bao nhiêu. Chứ ngoại trừ mà có công việc hay là có đi đâu thì có thể nó quên, thì ngày đó nó bị thiếu. Còn nếu như là con nhớ mà ở Thất luôn á, thì chắc chắn là mỗi ngày phải cỡ hơn 108 biến, chứ không thể dưới được. Là con trì cũng chắc cỡ 4 năm như vậy đó.
Thì 4 năm thì con lạc con thấy chứng gì con lạc con không biết, mà có cầu nguyện gì con lạc con không có cầu gì, cho nên là con cầu cho tiêu nghiệp thôi à. Chứ con cũng cầu gì nên con không biết là nó linh nghiệm cỡ nào. Nhưng mà con thấy thân tâm con an lạc và thanh tịnh. Nhất là mỗi lần mà có đi đâu xa đó, con lạc con leo lên xe máy thôi, con lạc con đi xe máy chứ không có xe hơi mà đi đâu. Chứ mình phước nhỏ mà. Đi đường dài chẳng hạn đi Vũng Tàu hay là đi núi Cấm An Giang, cũng là con leo lên xe rồi là bắt đầu đề là sướng để đi lên là tự động là chạy tới nơi hồi nào không biết luôn á, cho nên cảm thấy không mệt và không có nghĩ thời gian xa, cho nên là theo con thì trì nó có công năng như vậy. Thì theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy là Phật giáo Nam Tông đó, thì vấn đề thỉnh chư tăng về tụng kinh cầu an cho người bệnh đã có từ thời Đức Phật còn tại thế. Là con có duyên đọc được cái bài kinh tụng cho người bệnh ở bên Nam Tông là có một câu chuyện như vậy. Có ông cộng sự nam tên là Đờ Ha Mạc Mi Ca lâm bệnh nặng, khi sắp lâm chung do căn lành cho nên ông muốn được nghe kinh. Ông mới cho người đến hầu Phật và thỉnh Phật cho 8 vị tỳ kheo hay là 16 vị tỳ kheo đến nhà ông để tụng kinh. Thì Đức Phật cũng hứa khả cho một số tỳ kheo đến nhà tụng bài kinh Đại Niệm Xứ cho ông nghe. Nghe xong thì ông ra đi nhẹ nhàng. Do nhờ công đức này mà ông được sanh lên cõi trời Đâu Xuất. Rồi một bài kinh nữa là Ngài Trưởng Lão Maha Moga Lana cũng bị lâm bệnh nặng ở tại núi Giha Kuta. Khi ấy Đức Phật đến thăm, rồi Ngài thuyết bài pháp. Bài pháp là Thất Giác Chi. Vị trưởng lão cung kính lắng nghe, tâm vô cùng hoan hỷ, cho nên bệnh liền hết. Đây là hai cái bài kinh bên Nam Tông là con vô đọc được. Chúng ta phải biết đương nhiên là thời Đức Phật nó không có kinh mà cầm tụng như đọc tụng như bây giờ, chỉ có tự tâm mà nói ra cho người bệnh nghe thôi, chứ không có đi tụng kinh mà đem theo chuông mỏ tụng đồ kinh sách như bây giờ đâu. Thì vừa rồi là con có đọc cái ở trong cuốn kinh A Hàm á, trong cuốn A Hàm có bài kinh giáo giới cho người bệnh có đoạn như thế này: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con là Nan Đề và những người họ thích. Hôm nay chúng con muốn thỉnh vấn Đức Thế Tôn là khi có U Bà Tắc hay U Bà Di bị bệnh tật khốn khổ thì nên thuyết pháp giáo giới như thế nào? Đức Phật mới bảo Nan Đề rằng muốn đến chỗ U Bà Tắc và U Bà Di đang bị bệnh khốn khổ thì nên đem ba pháp an tâm này mà truyền dạy cho họ, nói rằng: này nhân giả, hãy thành tựu lòng tin thanh tịnh bất hoại đối với Phật, đối với pháp và đối với tăng. Trao ba pháp này xong thì nên hỏi rằng: ông có quyến luyến tài sản vợ con hay không? Nếu không thì tốt, mà nếu ông đó người bệnh nói có thì mình nên khai thị rằng: nếu quyến luyến mà được sống mãi thì cũng nên quyến luyến, mà quyến luyến cũng phải chết thì quyến luyến để làm gì? Do nhờ cái sự khai thị này mà người bệnh ra đi được nhẹ nhàng. Kính thưa đại chúng, thì thông thường các chùa hiện nay khi làm lễ cầu an thì thường tụng kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư hay trì chú Dược Sư hay là chú Cát Tường, hay là tụng Từ Bi Thủy Sám hay là tụng Lương Hoàng Sám Pháp, tùy theo sở thích của mỗi đạo tràng và cũng tùy theo sở cầu sở nguyện của tín chủ mà tụng bộ kinh nào cho thích hợp. Vì mỗi bộ kinh có mỗi bổ nguyện riêng,
Thì vào thập niên 90 á, là con rất chán ngán sự đời rồi, cho nên muốn tìm nơi yên tĩnh xuất gia tu tập. Cũng là con có ở tịnh xá Ngọc Chánh ở ngoài Bình Dương á, thuộc hệ phái Khất Sĩ, nó có bài kinh cầu an rất là hay. Nay nhân đây cũng là con tụng lại cho mọi người nghe ha. Các con thành kính nguyện lên cầu xin Tam Bảo ơn trên chứng lòng, từ bi nhỏ xuống phước hồng độ người tai nạn thoát vòng nghiệp vương, cùng người tật bệnh đau thương thái điều hưởng thụ miên trường vĩnh an. Những người chịu lắm tội oan lần thiêu túc trái bình an trở về, với người nghiệp chướng đê mê loạn tâm vọng tưởng thư bề đảo điên, chống tiêu dứt mối oan khiên an tâm định tánh mạnh liền như xưa. Những người bên hoảng dây dưa nhờ ân Phật lực sớm trưa mạnh lành, khắp trong tất cả chúng sanh năm châu bốn biển đất thành bình an. Người người tháo cởi dây oan tương thân thương ai kết đoàn giáo liên, sùng tu ngưỡng mộ Phật tiên hướng về Tam Bảo huệ liền mở khai, minh tâm kiên tánh Như Lai thoát vòng đau khổ ra ngoài trái oan. Cầu xin Tam Bảo phước ban chứng lòng đệ tử cầu an đắc thành. Nam mô An Lạc Địa Bồ Tát, Nam mô An Lạc Địa Bồ Tát, Nam mô An Lạc Địa Bồ Tát. Thì đó là bài kinh cầu an bên phái Khất Sĩ là con rất là thích tụng. Thì ở ngoài tông lạc con cũng thường đi đạo tràng tụng kinh Dược Sư nữa. Là con thích tụng, rất thích tụng kinh Dược Sư. Con đã từng có duyên tham dự pháp hội tụng 49 quyển Dược Sư trong 7 ngày. Thì xong pháp hội là con có thấy an lạc và hạnh phúc vô cùng. Ở trong kinh Dược Sư Đức Phật có dạy như vậy: nếu người bệnh nào muốn khỏi bệnh khổ thì quyến thuộc của họ phải thọ 8 phần trai giới trong 7 ngày 7 đêm, tùy theo sức mình sắm sửa đồ ăn uống và các thứ cần dùng khác, cúng dường chư tăng ngày đêm 6 thời lễ bái cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, đọc tụng kinh này 49 biến và thắp 49 ngọn đèn, lại tạo 7 hình tượng Đức Dược Sư, trước mỗi hình tượng để 7 ngọn đèn, mỗi ngọn lớn như bánh xe, đốt luôn trong 49 ngày đêm đừng cho tắt. Còn cái thần phan thì làm bằng hàng ngũ sắc, bề dài 49 gang tay và phải phóng thanh 49 thứ loài vật, thì người bệnh ấy sẽ qua khỏi ách nạn, không còn bị hoạn tử và bị các loài quỷ nhiễu hại nữa. Đó là bài kinh cho Dược Sư có đoạn dạy như vậy. Cũng có đoạn như vậy nữa nè, hay lắm. Đức Phật bảo: này mạng thù thất lợi, nếu những người nào đang mắc bệnh khổ thì phải tắm gội cho sạch sẽ, vì họ mà nhất tâm tụng chú này. Chú này là chú Dược Sư đó, 108 biến. Chú nguyện trong đồ ăn, trong thuốc uống hay trong nước không có vi trùng mà cho họ uống thì các bệnh khổ đều tiêu diệt. Đây là những lời Đức Phật dạy trong kinh Dược Sư. Chúng ta nếu có duyên tin tưởng và nên làm theo thì chắc chắn sẽ có lợi lạc.
Nên là con thấy trong kinh thì dạy như vậy, bệnh thì phải tụng 49 bộ dược sư và trì chú dược sư trong đồ ăn thức uống để uống thì sẽ bớt bệnh, mà có ai làm đâu. Mình tu mình không tin mà, không tin kinh mà, chỉ đau một chút là đi bệnh viện, đau một chút là đi bệnh viện, do mình không tin như vậy cho nên là nó không được sự lợi lạc. Thì tóm lại tụng kinh cầu an nó có từ thời Đức Phật còn tại thế, chứ không phải là bây giờ mình mới làm đâu. Tụng kinh cầu an là đọc lại những lời Phật dạy cho người bệnh nghe, do căn lành lại do có niềm tin kiên cố mãnh liệt và do uy lực của kinh cho nên người bệnh được tội diệt phước sanh, căn lành tăng trưởng, tâm an mà khỏi bệnh. Mong rằng qua bài kinh này ai ai cũng sống theo lời Phật dạy để luôn luôn được bình an, hạnh phúc và an lạc. Khi bỏ thân này được sanh về cảnh giới an lành. Nam mô A Di Đà Phật.